còn nhỏ cái nó đi lấy chồng thì nó không bao giờ về thăm mình nữa. À bây giờ nó gặp mình rồi không gọi mình nữa là chuyện đó thì cũng không biết là vì cái gì mà sao nó để được mình. Có nghĩa là bây giờ mẹ anh là đi lấy chồng rồi thì từ lúc nhỏ đến giờ là không về thăm luôn. Vâng. Bây giờ thì em Hải đang giúp anh Tô rửa lá hành để một tí xé xào với thịt lợn nhé, cô chú ạ. Trong cái bảng của anh Tô thì cũng có rất là nhiều hộ gia đình sinh sống lân cận nữa. Là cái bản này thì cũng khá là đông dân cư. Tuy nhiên thì anh Tô thì là mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên là chỉ sống được tựa vào hàng xóm và đi giúp hàng xóm chăm bò chăn trâu. Là bây giờ thì lấy vợ lập gia đình thì mới về ở nhờ trong ngôi nhà bé nhỏ ở đây. Bây giờ là anh Tô đang làm mèn mén nhé. Đây là xong lần 1 rồi anh Tô nhỉ? Xong lần 1 rồi. Bây giờ là sẽ làm lần 2 nữa. Phải khớp thêm một lần ấy thì mới được. Em Hải rửa xong chưa? Rửa xong rồi. Tí nữa thì rửa xong thì sẽ để cho anh Tô thái ra để xào với thịt. Tối nay thì sẽ ở lại, cũng như là được anh Tô mời ở lại để mà để ăn cơm với gia đình. Em mình sẽ chia sẻ bữa cơm cũng như là cuộc sống của anh Tô cho tất cả cô chú anh chị cùng nhau biết đến những cái cuộc sống của anh rất là đáng thương, rất là thương anh Tô đấy cô chú ạ. Em mình vào đây thấy thì cuộc sống của anh như vậy thì cũng khá là xót xa và cũng vui khi anh bị bỏ rơi như là bố thì mất rồi. Không khác gì một người vô gia cư ấy cô chú ạ. Nhưng mà anh cũng có cái nghị lực sống và luôn luôn cố gắng vươn lên đi làm thuê, rồi là cũng đủ tiền sính lễ, rồi là cưới vợ. Bây giờ thì cũng chỉ về ở nhờ thôi. Anh là không có một cái tài sản gì cả vì là không có bố mẹ. Đã vất vả từ nhỏ sống được cho đến bây giờ là đã khó rồi anh Tô ạ. Em thì nếu mà em như anh thì em không biết là sẽ phải làm như nào nữa. Thế anh thì rất là có nghị lực sống. À làm xong là phải làm thế hả anh? Vâng, phải làm thế. Nhà em thì cũng ăn mềm mén nhưng mà em hỏi vì là mỗi người mỗi nơi lại làm khác một tí ấy nhỉ. Đấy, mỗi người là làm khác nên là phải hỏi. Cũng người lại làm khác tí. Đúng rồi. Đấy, bây giờ là sẽ làm lần 2 để cho hấp lên. Nhà em Hải có ăn mềm mén không? Có mà. Đa số là bà con trên vùng cao là toàn ăn mềm mén các chú ạ. Đấy, còn anh Tô là ở Cao Bàn nhé, Bảo Lâm Cao Bàn. Còn em Bình là ở Mèo Vạt Hà Giang. Đây là mềm mén phải làm xong như này thì mới hấp. Hấp lên lần 2 là sẽ chín. Thấy anh Tu là hiền lành, đẹp trai, nói chuyện rất là nhỏ, rất là lịch sự đấy. Trong khi đó là anh không được học hành gì nhé cô chú nhé. Nếu mà anh có bố mẹ, anh được học hành, nếu thì anh sẽ rất là thông minh, rất là giỏi. Tuy nhiên thì anh cũng không được học hành gì cả, nhưng mà anh cũng biết nói tiếng phổ thông. Em mình thấy rất là hiếm người ở trên vùng cao làm được như thế, với lại nói được như vậy. Rồi, nhưng cô chú thấy là phải làm như này nhé.
Đấy, một người đàn ông nhưng mà rất là đảm đang như phụ nữ. Đấy, việc nhà, đấy, giúp vợ nấu cơm, đấy, đi làm nương rồi là đi làm thuê, đấy, đều biết, đấy, rất là tốt. Thế là khi nào con lớn thì anh mới lại đi làm hả anh? Vâng, khi nào con nó lớn thì mình mới được đi làm. Bây giờ thì phải trông lại việc nhà một đi. Đúng rồi, con nhỏ quá là không đi được. Vâng. Khi nào đợi con có 2 tuổi, lớn lớn một tí, 2-3 tuổi đi làm. Chắc là những 2-3 tuổi mình mới đi được làm. Vâng. Với lại nhà anh ở nhờ như này em thấy cũng không an toàn mấy. Nên mà để vợ con ở nhà thì cũng không yên tâm ấy. Do là ở đây cũng là vùng núi. Vâng. Đấy, không phải là thành phố gì cả, ở vùng núi thì cũng khá là nguy hiểm đấy cô chú ạ. Cái an ninh thì cũng sợ, mà nói về cái vấn đề mưa rồi là báo gió to rất là sợ anh ạ. Anh có khi nào ước mơ là sẽ có một ngôi nhà để chắc chắn hơn ở không? Có, nhưng mà mình cũng có một ước mơ có một cái nhà chắc chắn mình ở, không sợ mưa, không sợ gió. Vâng, ước mơ là có một ngôi nhà để chắc chắn ở, không sợ mưa gió nhỉ? Vâng. Đấy, còn ở những cái nhà này thì cũng không được chắc chắn, cô chú ạ. Đợt có chanh ấy, với lại cái bạt xanh thôi. Em Hải thấy cái nhà của anh Tu không chắc chắn như này. Ở thì không an toàn nhỉ em Hải nhỉ? Vâng, mưa gió nó cũng an toàn. Đặc biệt là quê mình là hay gió to nữa nhỉ? Vùng cao thì gió to. Gió to. Gió to như thế mà ở có cháu nhỏ thì rất là sợ luôn. Thế anh Tu có khi nào là gió to rồi là mưa to có chạy đi ở nhà hàng xóm không? Có lúc thì cũng chạy, có lúc thì mình cũng có nghĩa là có lúc mình cũng chạy đi ở nhờ hàng xóm. Vâng. Lúc mà mưa to ấy nhỉ? Lúc mà mưa to mình sợ cái nhà nó đổ luôn đấy anh ạ. Em thấy cái cột này to bằng bắt tay của em thôi. Và trong khi đó là trên này chứa rất là nhiều đồ ấy, rất là nặng. Xin mời cháu xin mời các cô chú và em Bình và em Hải ăn cơm. Cháu xin mời các cô chú ăn cơm. Xin thưa tất cả cô chú anh chị, sau một thời gian thì anh Tu và em Hải cũng đã nấu xong bữa cơm rồi. Bây giờ thì sẽ ăn cơm cùng với anh Tu và chị. Cũng như là ngày hôm nay thì có mặt em Hải nữa. Em Hải thì là một người em cũng rất là tốt bụng ấy, đưa em Bình vào đây để thăm anh Tu. Thì bây giờ anh Tu nấu xong bữa cơm rồi. Có thịt lợn và có mè mén. Và bên này là có một tí nước nữa để ăn cùng với cơm mè mén đấy, cô chú. Thì em Bình cũng xin mời tất cả cô chú anh chị ăn cơm cùng với em Bình, cũng như là cùng với anh Tu và chị và em Hải. Em Bình rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi tiếp video này của em Bình. Em Bình xin chúc tất cả cô chú anh chị, quý khán giả trong nước và ngoài nước xem được thước video này luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên đại gia đình. Anh Tu ăn thịt có ngon không? Ngon. Ăn khỏe và mới có sức đi vùng ngô làm việc nhé. Vâng. Em Hải ăn cơm nhé, đừng ngại nhé. Vâng. Ăn cơm với anh chị đừng ngại nhé. Bây giờ thì em Bình cũng sẽ ăn cơm cùng với anh Tu và chị. Đây là nước, sẽ tra nước thì mới ăn được cơm mè mén. Bây giờ thì cũng rất là tối rồi, bên ngoài thì tối không nhìn thấy đường rồi cô chú ạ. Thì ăn bữa cơm xong thì em Bình sẽ di chuyển xuống dưới thị trấn Bảo Lâm để mà
nghỉ ngơi, rồi là sáng mai thì em Bình sẽ tiếp tục đi về nhà để xây ngôi nhà tình thương cho bảy cháu mồ côi bố nữa. Chồng các cháu vậy. Sau một thời gian thì em Bình và anh chị và anh Tô thì cũng đã ăn cơm xong rồi, cô chú anh chị ạ. Và em bé thì cũng vừa mới ngủ dậy nữa. Em bé hình như là bị sốt hả anh? Chắc là phải. Bị sốt thì rất là đáng thương luôn cô chú ạ. Sống trong một ngôi nhà như vậy, điều kiện thiếu thốn rất là nhiều cái nữa. Em Bình cũng không biết là phải nói như nào và tả như nào cho đúng nữa. Cô chú anh chị thấy cuộc sống thực tế của anh Tô thì cô chú anh chị cũng đã hiểu một phần nào đó rồi, rất là đáng thương. Bố thì mất, mẹ thì cũng bỏ đi từ rất là sớm và anh phải lăn lố, phải đi chăm bò, chăn trâu, thuê để mà có bữa cơm qua ngày. Rồi là bây giờ thì anh cũng ở một mình, ở ngôi nhà của họ thôi. Đấy, cũng không có cái gì, nhà cũng chưa có, đất đai thì không có, chỉ đi mượn của họ về làm thôi. Đấy, bây giờ thì em... xin phép nhé, xin phép anh chị, rồi là rất là cảm ơn bữa cơm của anh chị. Em xin phép rồi là em đi về nhá anh nhé. Vâng, chào trời tối rồi em đi về cẩn thận nhá. Vâng, thế em chào anh chị nhá, em về nhá. Bây giờ thì sẽ đi về. Em Hải ơi, ra ngoài đi, ra ngoài anh em đi về. Thế tối rồi thì anh chị tí ngủ ngon nhá. Vâng, em đi cẩn thận nhá. Vâng. Em Hải đi ra ngoài đi em Hải, tối lắm rồi. Bây giờ thì em Bình cũng xin phép để mà khép lại thước video tại đây, vì là bên ngoài trời rất là tối rồi cô chú anh chị ạ, trời rất là tối rồi. Thì cũng xin phép là sẽ dừng lại thước phim tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn.